Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, chương trình phát sóng mỗi ngày chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong khung giờ quen thuộc tối nay, chương trình sẽ mang đến cho quý bà con những thông tin đáng chú ý. Lâm Đồng đã phát triển được 18 chi hội nghề nghiệp với 759 thành viên tham gia. Đức Trọng đầu tư công nghệ IoT vào sản xuất, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Xuất khẩu theo đường chính ngạch mở ra một tín hiệu tích cực cho người trồng mận hậu. Thưa quý vị và bà con, trong nội dung chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ có một số thông tin liên quan đến câu chuyện tình hình dịch tả heo châu Phi đang thu hút sự quan tâm của mọi nhà nông. Tuy nhiên, trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đáng chú ý của tỉnh ta. Thưa quý bà con, vấn đề tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới luôn được Hội Nông dân các cấp Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức được gần 15.000 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 820.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức 24 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 1.811 lượt cán bộ hội cơ sở. Ngoài ra, đã tham mưu và tổ chức thành công diễn đàn lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân, tổ chức trên 14.000 lớp tập huấn cho gần 600.000 lượt hội viên, nông dân về kỹ thuật sản xuất. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm, nông dân đóng góp 164 tỷ đồng, hiến hơn 776.600 m2 đất, gần 155.000 ngày công lao động để tu sửa và làm mới 1.341 km đường giao thông nông thôn và một số công trình khác. Riêng công tác xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 18 chi hội nghề nghiệp với 759 thành viên tham gia. Trong đó, 3 chi hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực ngành nghề thủ công, 15 chi hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, còn có 15 tổ hội nghề nghiệp với 400 thành viên tham gia, qua đó giúp cho 33 nhóm hộ nông dân và 782 hội viên vay quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền gần 24 tỷ đồng, vay vốn từ các ngân hàng với số tiền khoảng 53 tỷ đồng. Với số vốn này, các tổ viên đã có cơ sở để đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất. Thưa quý bà con, từ năm 2004, chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện Đức Trọng và từng bước nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội. Và mới đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Trọng đã triển khai mô hình trình diễn công nghệ Internet vạn vật IoT vào quản lý sản xuất, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Theo thống kê, các hình thức sản xuất trong nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tự động được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện là 8.328 ha, trong đó có hơn 232 ha nhà kính, 136 ha nhà lưới và gần 7.960 ha tưới tự động ngoài trời. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đức Trọng đã triển khai mô hình trình diễn công nghệ Internet vạn vật vào quản lý sản xuất trên địa bàn huyện. Cụ thể, phòng đã đầu tư hai mô hình cho hai hộ nông dân ở thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh là hộ ông Nguyễn Như Thủy trên diện tích 0,55 ha và hộ ông Bùi Đức Thân trên diện tích 0,5 ha. Tổng giá trị đầu tư mỗi mô hình IoT trong sản xuất nông nghiệp hơn 114 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ mỗi hộ là 57 triệu đồng, số tiền còn lại các hộ dân tự đối ứng. Liên quan đến công tác hỗ trợ bà con nông dân khó khăn, trong năm 2019, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông, Lâm Đồng đã tiến hành hỗ trợ dụng cụ nuôi tầm cho 24 hộ nông dân đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã Liên Rông, Đạ Sa, Đạ Tông, Đạ Long và Đạ Rông từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp của huyện. Trong đó, mỗi hộ được hỗ trợ 16 triệu đồng để mua dụng cụ nuôi tầm như nong, né gỗ, bàn dập kén, khung treo né, lưới cước. Đối tượng được hỗ trợ là những hộ đã có diện tích trồng dâu nhưng không có điều kiện đầu tư mua dụng cụ nuôi tầm. Qua đó nhằm giúp các hộ có điều kiện thuận lợi để đầu tư mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tầm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Miền Tây sáng đèn xuyên đêm trong vựa xoài mùa cao điểm. Chuyên mục con số hôm nay, dịch tả heo châu Phi lan đến 48 tỉnh, thành phố. Chuyện nhà nông, học sinh với đề tài bảo quản rau quả bằng bét tinh trong lá mồng tơi. Xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Một tín hiệu đáng mừng cho vải thiều Bắc Giang, mận Sơn La và cả xoài ở miền Tây là các loại trái cây này đang gặp nhiều thuận lợi về giá cả và sản lượng.
Điều đáng mừng là thay vì sản xuất theo phương pháp canh tác truyền thống, thì đa số nông dân hiện nay đang hướng tới phương pháp canh tác tiên tiến, góp phần gia tăng chất lượng và sản lượng. Đầu tiên phải kể đến là vải thiều Bắc Giang. Những ngày này, vải thiều Bắc Giang đang bước vào vụ thu hoạch. Nổi tiếng với thương hiệu vải sớm Phúc Hòa, Tân Yên, nhiều năm gần đây cứ đến vụ thu hoạch, người dân ở vùng trồng vải sớm này luôn vui mừng vì vải được giá, thuận đầu ra. Đây là trang trại vải của gia đình anh Ngô Văn Cường. 5 năm nay, toàn bộ diện tích vải của gia đình anh đều được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mẫu mã chất lượng đẹp nên năm nào thương lái cũng vào tận vườn để mua. Từ đầu vụ đến nay là nhà tôi mới bán được khoảng 2 tấn. Tổng thu nhập vườn tôi năm nay giá trị khoảng 300-400 triệu. Toàn bộ bà con nhân dân trên các cái diện tích là đã sản xuất theo hướng Việt Gáp, bảo đảm đối với người sản xuất và người tiêu dùng là chúng tôi quan trọng nhất, đó là về cái chất lượng của sản phẩm. Để nâng cao giá trị quả vải, giúp người trồng vải có thu nhập cao, các cơ quan chuyên môn đã tích cực chủ động hỗ trợ hộ dân từ khâu chăm sóc đến khâu thu hoạch, xúc tiến tiêu thụ, tìm kiếm thị trường. Ngay khi sắp vào vụ thu hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, khảo sát mở rộng thị trường, in tem nhãn cho thương hiệu vải thiều của địa phương. Nếu như vải thiều ở Bắc Giang đang được giá thuận đầu ra, thì Mận Hậu Sơn La cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Vào năm 2019, tỉnh Sơn La đã có thêm một loại nông sản mới là quả mận được xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường Campuchia. Cứ mỗi khi bước vào vụ thu hoạch nông sản thì câu chuyện giá cả lên xuống bấp bênh hay tình trạng tư thương buôn lái ép giá lại diễn ra. Nhưng trong năm 2019, khi những lô mận đầu tiên được xuất khẩu đi nước ngoài đã mở ra một tín hiệu tích cực cho người trồng mận nơi đây. Những ngày này, các bản làng của xã Yên Sơn, huyện Yên Châu trở nên náo nhiệt hơn bởi mùa thu hoạch mận hậu đã chính thức bắt đầu. Trên các tuyến đường chính, những điểm thu mua mận tuy mới hình thành nhưng rất nhộn nhịp. Khác với mọi năm, mận năm nay được đóng gói bao bì rất cẩn thận với mỗi hộp 10 kg. Cũng được nghe tin là doanh nghiệp đến thu mua mận để xuất khẩu ra nước ngoài thì chúng tôi làm nông dân thì cũng rất yên tâm và giá cả chắc chắn là sẽ rất ổn định ạ. Hiện nay tỉnh Sơn La có hơn 8.000 hectare mận, tổng sản lượng quả tươi trung bình mỗi năm gần 50.000 tấn. Với những điều kiện thuận lợi trong quá trình chăm sóc, sản xuất, bên cạnh những mặt hàng nông sản như xoài, nhãn thì mận hậu cũng được biết đến là một loại cây ăn quả chủ lực. Cái mà bên hợp tác xã cần nhất là với cơ quan quản lý nhà nước là mau chóng hoàn thành cái thủ tục về GLOGAP, rồi là các thủ tục về hữu cơ và các chỉ giới địa lý vùng trồng. Đấy là những cái cần thiết nhất của hợp tác xã bây giờ. Thì chúng ta có thể là xuất khẩu được sang Hàn Quốc, Đài Loan và các nước như châu Âu. Do không có nguồn gốc xuất xứ, những năm trước giá mận hậu tại Sơn La thường xuyên thay đổi, có lúc lên tới từ 15 đến 20 nghìn đồng một ký, nhưng có lúc xuống chỉ còn 1 đến 2 nghìn đồng một ký. Chính vì vậy, trong năm 2019, khi những lô mận đầu tiên đã được xuất khẩu đi nước ngoài, mở ra một tín hiệu tích cực cho người trồng mận nơi đây. Và cũng trong thời gian này, cùng sự tất bật của các vườn cây trái phía Bắc, thì nhiều vựa xoài ở miền Tây cũng sáng đèn xuyên đêm trong mùa cao điểm thu hái. Là một trong những địa phương có diện tích xoài lớn nhất nước, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có rất nhiều điểm thu mua xoài lớn nhỏ. Thời điểm chính vụ hàng năm, đa số các vựa xoài đều trong tình trạng sáng đèn để kịp đi cho các chuyến hàng cả trong và ngoài nước. Vào mùa xoài chính vụ trong năm, buổi sáng, các tổ đi vườn bắt đầu đi thu gom xoài tại vùng nguyên liệu. Cho đến khoảng hơn 5 giờ chiều, khi công việc của tổ làm vườn kết thúc, thì cũng là lúc các tổ đóng gói bắt đầu giờ làm việc cao điểm. Màn đêm buông xuống cũng là lúc hơn chục người tất bật chuẩn bị cho kịp các chuyến hàng. Bình thường ngày mình làm 4 tiếng, tới khi thì mình làm 6 tiếng hoặc 7 tiếng. Mình phải có cố gắng. Yêu nghề là làm được, chứ đừng có cũng như tính hơn tính thua là làm không được. Cho chủ người ta làm như kịp cái chuyến xe người ta đi. Chứ kịp chợ đồ, mình cũng thông cảm lợi. Lái người ta bẻ, người ta đem về trễ thì mình phải là chịu cực. Bắt đầu vào tháng 3 âm lịch hàng năm là bước vào mùa xoài chính vụ. Mỗi ngày, cơ sở Sông Nhi xuất đi khoảng 5 đến 10 tấn xoài, ngày cao điểm là trên 20 tấn. Mình tập kết như hàng như thời điểm mà cao điểm này thì công ty nhà máy không thể nào tiêu thụ hết, thì buộc nhà vườn phải còn thừa động trong hàng nhiều quá thì không có giá. Mong muốn là bà con mình phải có cái liên kết với nhau, phải sắp xếp được cái mùa vụ trải vụ thì cái hàng hóa mình ổn định giữa cái người tiêu thụ và cái nhà vườn luôn thì nó rất ổn định giá cả. Thì lúc đó thì bà con nó không còn cái cảnh mà được mùa mất giá nữa.
không khí làm việc tất bật ngày đêm tại các vựa xoài phần nào mang đến hình ảnh đặc trưng tại một trong những địa phương trồng xoài lớn nhất cả nước như Đồng Tháp. Sau những chuyến hàng đầu tiên sang Mỹ, ngành xoài Đồng Tháp như được thổi vào một làn gió mới. Từ đây, nông dân có thể mạnh dạn hơn, tự tin hơn rằng một khi họ chịu thay đổi thói quen sản xuất thì sẽ không thiếu những thị trường để trái xoài có thể tiêu thụ. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 48 tỉnh thành phố, đây là số địa phương được báo cáo xuất hiện dịch tả heo châu Phi cho đến thời điểm cuối tháng 5 vừa qua. Theo Cục Thú y, báo cáo từ các địa phương cho biết, đến hôm ngày 30 tháng 5 đã có thêm tỉnh Cà Mau và Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi. Thông tin từ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay dịch đã lan tới 48 tỉnh thành phố, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã và 2 triệu con heo đã bị nhiễm dịch phải tiêu hủy. Giá trị ngành nông nghiệp hiện khoảng 1 triệu tỷ đồng, thì chăn nuôi heo chiếm khoảng 94.000 tỷ, gần bằng 10%. Trong cơ cấu thực phẩm, thịt heo chiếm tỷ trọng 70% cơ cấu thực phẩm về thịt trong bữa cơm hàng ngày của người Việt Nam. Việc dịch bệnh lây lan đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi heo nói riêng và thị trường thịt heo nói chung. Bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay có gần 94% đàn heo sạch không bị bệnh. Như vậy, phải làm sao để tuyên truyền cho người dân không quay lưng với tiêu thụ thịt heo? Làm được điều này sẽ giúp cho thị trường không bị xuống giá lúc này. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Trước tình trạng thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả tươi bị lạm dụng chất bảo quản, gây hại đến sức khỏe của người sử dụng, hai bạn học sinh Đào Thị Phượng và Nguyễn Thị Phương Thảo, trường Trung học Phổ thông Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu thành công đề tài bảo quản rau quả bằng betting trong lá mồng tơi. Với mong muốn bảo quản các loại nông sản tại địa phương bằng một loại chất an toàn, giá thành hợp lý, quan trọng nhất là không gây hại cho sức khỏe người sử dụng, hai bạn học sinh đã lựa chọn chiết tách betting từ lá mồng tơi. Việc nghiên cứu chiết tách betting đã được tiến hành rất nhiều trong những năm trở lại đây, từ một số nguyên liệu quen thuộc như lá sương sâm, vỏ bưởi, vỏ táo. Vì trên thị trường người ta lạm dụng chất bảo quản thực phẩm quá nhiều, làm nếu mà dùng đúng mức thì sẽ an toàn, nhưng vì quá lạm dụng nên đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy chúng em đã nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết thì thấy người ta đã chiết tách betin từ các loại như cây xương rồng tai thỏ, cây lô hội vân vân, và dùng axit citric, nhưng để tiết kiệm được thì em đã dùng chanh, và tìm hiểu thì thấy mồng tơi cũng có nhớt nên chúng em tiến hành chiết tách betin từ lá mồng tơi. Betin từ lá mồng tơi, một loại rau dễ tìm, giá thành rẻ, có hiệu quả trong việc kéo dài thời gian chín của quả hay thời gian hư hỏng của rau. Nếu cần bảo quản từ 50 đến 80 kg cà chua thì chỉ cần chi phí 40.000 đồng để chiết betin. Nguyên liệu để chiết betin cũng khá đơn giản, chanh, cồn, sau đó mang ủ điện. Cái mong đợi của em là nó đơn giản thôi, chỉ cần tạo ra được cái tủa, xong rồi chỉ cần bảo quản rau quả được lâu thì tụi em đã đạt được kết quả như mong đợi. Rau quả bảo quản cỡ được 4 đến 5 ngày so với bình thường. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông là nhiệm vụ trọng tâm, cùng với đó là đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh việc đọc, nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa để chiếm lĩnh, vận dụng kiến thức. Để mà đạt được một cái thành công nhất định trong một cái lĩnh vực nào đó, không kể là nghiên cứu khoa học, thì theo tôi thì mình nên là có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Thứ nhất, từ phía các thầy cô giáo hướng dẫn, từ phía các em học sinh, từ phía phụ huynh, từ phía của nhà trường, và tất cả cùng đồng hành để tìm cái cách tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các em. Việc tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nhà trường sẽ góp phần thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và chương trình sách giáo khoa trong năm học tới. Thưa quý bà con, nội dung câu chuyện về hai cô học trò nhỏ đam mê nghiên cứu khoa học ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Còn bây giờ thì Khánh Tường và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.